Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Ở đâu xe máy giàu giá rẻ, ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp về cửa hàng một chiếc xe 7 chỗ máy giàu gầm cao. Dòng này thì nhìn ai cũng biết rồi, một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và chiếc xe này thì mang biển số chính, tên chính chủ, biển số thủ đô Hà Nội. Đi thì cực kỳ sung sướng, máy số thì ngon, gầm mẹ thì chắc, và tất cả các chức năng của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Xe đảm bảo cho các bác là không có đâm va tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, không phạt nguội cho các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Còn cái gì mà cần bảo hành đảm bảo đó, các bác cứ nói với em sẽ đảm bảo hết cho các bác luôn. Nhưng mà đây là một chiếc xe cũ nhá, không bảo hành như xe mới đâu ạ. Vâng, nói đùa vậy. Chứ chất thì đảm bảo cho các bác rồi. Một chiếc xe với động cơ máy dầu 2.2, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây. Hyundai Santa Fe bản MLX là một mẫu xe mà được rất nhiều người ưa chuộng. Một mẫu xe hiện đại, tích hợp cảm biến xung quanh xe, tích hợp hệ thống ABS an toàn, hệ thống phanh viết các thứ đầy đủ, lốp dép thì dày, xe thì cứng và 7 chỗ ngồi của xe thì vẫn còn rộng rãi và khá là đẹp. Nội thất xe tươi, đấy, điều hòa mát lạnh, và con này thì có cả màn hình cảm biến lùi đằng sau, rồi vô lăng tích hợp tương đối khá là nhiều chức năng. Một chiếc xe với động cơ máy VGT máy mới 2.2, động cơ máy dầu khỏe, ăn dầu ít, tiết kiệm nhiên liệu, và đây cũng là một dòng xe chạy rất là lành bền. Form xe thì đẹp, đấy các bác nhìn màu sơn xanh Kawasaki đấy ạ, hàng hiếm luôn. Thực sự đây là một chiếc xe cũng khá là ngon, xe cứng và các bác có thể nhìn tất cả các chi tiết của xe đấy ạ. Đồng sơn xe đều, bên em là vừa về xong chưa có dọn dẹp nhiều nhá. Thế còn đâu thì tí review xong những cái chỗ nào cần chi tiết thì em sẽ xì tát lại để làm sao cho các bác có một chiếc xe cực kỳ ngon, chạy cực kỳ phê và lành. Một chiếc xe với động cơ máy dầu 2.2, máy khỏe, khô, chắc và không hề có dầu mỡ. Vâng, và máy số thì ngon nguyên, đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại hãng. Và con này thì đảm bảo cho các bác là không có phần nguội, xe thì đã check hãng rồi. Và biển thì là biển số 29A77055, giấy tờ hồ sơ sang tên rất là đơn giản luôn nhá. Em bán chiếc xe này chỉ giá hơn 300 triệu thôi ạ. Chỉ hơn 300 triệu các bác đã có ngay một chiếc xe 7 chỗ máy dầu thương hiệu Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe này cũng là một cái dòng xe chạy rất là bền lành và số tự động nhá, không phải số sàn. Đấy, kiểu dáng xe thì rất là trẻ trung, khỏe khoắn, và mẫu xe này cũng được rất nhiều người lựa chọn luôn. Các bác có thể nhìn ngay từ phần lốp của xe này, sử dụng la răng đúc 6 chấu, phanh đĩa 4 bánh, có ABS đầy đủ, lốp cum hô, lốp dày luôn nhá. Và lốp này là 2015 đấy các bác ạ. 2015 tính đến giờ 7 năm rồi. Đã nằm trên con xe này nhưng mà lốp nó còn như này. Đây là một chiếc xe mà 5 bánh đồng hồ công tơ mép 18 vạn không tua các bác ạ. Nên là tất cả các chi tiết của nó, kể cả các cái lòng rè này của nó còn rất là đẹp nhá, tươi luôn, không hề lỗi lầm. Bao cam kết cho bác là không có đâm đụng ngập nước, xe ngon. Đấy, kính còn zin này, kính 2006 còn zin nữa các bác nhá, kính nguyên bản. Thế này là nó có nứt về một chút thì cái này em giữ nguyên, mình có sao bán vậy, không có việc gì là phải giấu giếm gì cả. Vâng, xe đảm bảo cho các bác rồi, rất chất luôn. Vâng, một con xe rất là chất. Đây, cửa sổ trời em mở sẵn này, và các bác có thể nhìn giá nóc này. Giá nóc trên xe thì cái này là mức mắc cân của nó là 100 cân. Cái này là định danh thôi, chứ thực sự là các bác có để đồ thoải mái lên trên này cũng được. Vâng, hai cái giá nóc này là hiếm. Bình thường thì những mẫu xe như thế này là không có giá nóc nhá. Vâng, nhưng mà đây là một chiếc xe được bác chủ, bác ấy rất là yêu ái, bác ấy làm cái giá nóc trên xe. Vè mưa này. Rồi kìa cửa điện, cửa này, tôn vỏ này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn nhá. Vâng, đây là một mẫu xe nhập khẩu, nên là dòng này tôn nó rất là dày, sơn xe thì căng. Và con này thì thưa với các bác là sơn zin của nó thì không còn, mà sơn 100% lại nhá. Nên là đồng sơn của nó rất là đẹp, đều xe không có lỗi lầm. Chứ thực sự là thời điểm này nếu mà để mà một chiếc xe mà sơn zin, nói là các bác là cái màu sơn nó rất là cũ, 2006 đến bây giờ thì màu sơn rất là cũ rồi. Em bán với cái giá chỉ có 300 triệu, các bác đã có ngay được một chiếc xe máy dầu. Xe rất là ngon, đảm bảo cho bác không có lỗi. Đấy, cửa đóng nhẹ nhàng, keo chỉ bao zin này. Đấy, chỉ keo bao zin đây cho các bác luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả các phần này thì khô sạch sẽ, ốc thì chuẩn chỉ luôn này, khô ráo nhá. Và con này thực sự là một mẫu xe mà lâu lắm bên nhà em mới về. Đấy, tapi này, phần da của nó có những lỗ thoáng khí này, ốp gỗ này. Đấy, các bác nhìn các cái vân này, nó còn rất là đẹp. Kính điện nhá, 4 cánh một chạm đều nhẹ nhàng. Đấy, một chạm này, phim cách nhiệt dán 2 lần. Thế nên là khả năng mà chống nóng chống nắng của xe cực tốt luôn. Nó chống 2 lần luôn nhá. Bên tất cả các cánh thì đều như vậy. Đấy các bác nhìn này. Đấy.
và hệ thống điện của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Em test như thế này để cho các bác cùng xem về chất của cái cửa điện thôi. Đấy, tất cả cửa điện của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Kính điện nhẹ nhàng lên xuống rất là yên tâm. Đấy, ai chà, cái cửa kia là đang không thể lên. Cái này em sẽ kiểm tra. Vâng, vừa về mà chắc chắn là nó sẽ có những cái chi tiết nó xíu sót. Nhưng mà cái này là do bác chủ cái để lại như vậy đó. Vâng, nội thất ghế của xe thì phải nói cực đẹp. Ghế da sờ rất là mềm, da đẹp luôn đó. Da còn nguyên, đấy, các cái lỗ thoáng lưng này, nó còn nguyên bản luôn này. Vâng, và chỉ có sờn rách một chút thôi. Đấy, sờn rách, cái này là nguyên bản. Các bác thích thì có thể là thay, hoặc là không thì tao có thể là vá một chút là cái này vấn đề gì nhá. Em thì em nghĩ nên vá. Vâng, ghế của chiếc xe là ghế chỉnh điện. Đấy, hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Ghế chỉnh điện rất là êm ái này. Chỉnh điện không nghe thấy tiếng này. Đấy, và trước sàn của xe là sàn 6D. Đấy, sàn 6D đây. Rất là xịn xò luôn. Đấy, xe rất là cứng cáp. Và các bác có thể nhìn này, tem nhãn của nó còn nguyên đây này. Tem còn nguyên. Đấy, tem rõ ràng sạch sẽ nhá, không có lỗi lầm. Bản lai ốc đây các bác ạ. Vâng, đồng sơn xe thì căng đét rồi. Nói chung là đây là một dòng xe chạy rất là lành. Vâng, dòng xe máy dầu chạy rất là lành và chi phí sửa chữa thì cũng rất là đơn giản. Các cái đinh hàn nó còn nguyên rồi. Vâng, một mẫu xe mà bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán cái giá rất là rẻ thôi, chỉ hơn 300 triệu thôi các bác ạ. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp và túi khí an toàn. Và chiếc xe này thì nó sẽ có hai túi khí cho người lái và người phụ bên cạnh, thế thôi. Vâng, đấy, phần vô lăng thì cũng mòn theo thời gian một chút. Này, nói chung là con này là 18 vạn, cũng khá là lâu rồi. Chủ yếu là các bác nhìn phần chất của táp lô này, đẹp luôn này. Đấy, hôm trước có một bác ở trong khách ở trong Thanh Hóa ra, bác bảo em là xe gì cũng đẹp, xe gì cũng ngon. Thế thì sao mà nó lại ngon thế? Bảo bên em thì đầu tiên là mua xe chất thì là đương nhiên rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề là khi mà quay cho các bác ấy, báo rõ quá thì thực sự là các bác sẽ chê. Thế nên là mình chỉ lựa thôi. Còn đâu là các bác điện thoại cho em thì em sẽ báo trực tiếp. Nhưng mà như con này thì một chiếc xe cũng đánh giá được tầm khoảng 80% so với chất xe cũ. Và các bác cũng là đây cũng là một mẫu xe đáng tiền nên mua. Xe rất là ngon, chạy rất là ổn luôn. Đấy, cửa gió vùng điều hòa phía sau này đầy đủ luôn nhá, cột đây này. Đấy, và các bác nhìn trần nhá. Và một chiếc xe đi ít thì nhiều nhìn thấy trần biết ngay. Cái trần này nó rất là đẹp, sạch sẽ, không hề lỗi lầm. Hàng ghế đằng sau đây ạ, tươi mới luôn này, đẹp căng luôn này. Đấy, hàng ghế đằng sau. Và các bác nhìn sàn này, sàn sau của nó đây. Đấy, còn tươi luôn này. Sàn 6D các bác nhá. Và bên em thì đảm bảo bảo hành cho các bác nếu với những chiếc xe như thế này. Vâng, và thường thường tỷ lệ bên em thì khách mua chọn những chiếc xe này gần như là các bác ấy đi rất là lâu dài. Đấy, nên là cái cơ hội đổi mới xe thì cũng nhiều bác theo dõi cũng khá là lâu. Đấy, lốp Michelin 2018 la răng đúc. Đấy, các bác nhìn này, phanh đĩa đầy đủ nhá. Và con này thì là dẫn động cầu trước, bản MLX dẫn động một cầu cầu trước. Đấy, xe thì khá là tươi cứng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán được cái giá nó chỉ có 300 hơn 300 thôi, xin lỗi các bác lỡ mồm. Vâng, nhiều lúc mà lỡ mồm mà các bác chốt ngay đấy, em sợ luôn. Vâng, đấy, hệ thống đèn này các bác nhìn này, bầu đèn căng sáng luôn nhá, và không lỗ lỗi này, không dạn nứt, không ố vàng này. Đấy, bầu đèn căng đét luôn này, không dạn nứt, không ố vàng. Bên này cũng vậy ạ. Vâng, đấy, bên này bầu đèn căng sáng luôn này, không lỗi luôn nhá các bác nhá. Đấy, chỗ này có một chút này. Đấy, chỗ này có một chút này. Vâng, và trên này thế. Cái này bình thường các bác. Vâng, xe cũ thì không tránh được. Nhưng mà được cái chất xe này, tổng thể của nó nhất là máy số đấy ạ, rất là ngon. Đấy, phần hậu sau này, đèn hậu sau cũng như cảm biến mắt cảm biến phía sau đấy ạ, đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì. Con này thì được cái là chạy rất là phê, dòng này chạy rất là yên tâm luôn, xe cứng và chất là không có lỗi. Hệ thống đèn chiếu hậu sau này, đấy, kết hợp pha luôn nhá, và camera lùi chơi hẳn hai cái luôn đấy. Chà, quá là xịn xò. Và xe này thì đảm bảo các bác là đồng sơn 100% rồi nhá, nên là như các bác đừng hỏi sơn zin nữa. Vâng, vì là xì tốt gì ta lại cái màu gốc của nó đây nè. Đây là màu gốc cái này, hoặc là ở chỗ cột đấy ạ. Thế nhưng mà màu gốc thì nó theo thời gian 5 tháng thì nó sẽ không được đẹp. Thế nên là bác chủ bác ấy cũng xì tốt lâu rồi. Bác ấy xì tốt được hơn 1 năm rồi. Thế mà đấy, bây giờ bác ấy để lại để bác ấy lên đời hẳn cho một con Santa Fe 1 tỷ mốt. Thế nên là đâm ra là bây giờ là em lại có cơ hội mua được chiếc xe này và bán lại cho các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Vâng,
Đây là một cái dòng xe chạy rất là lành và phê. À, nhiều bác hỏi Santa Fe thì hạ kích lốp kiểu gì thì đây này. Nó có một cái lốp tròn đây này. Mình mở cái này ra thì là sẽ có cái lỗ để vặn xuống thì là mới tháo được cái lốp xuống nhá. Đồ nghề ra đây, không thiếu một cái gì. Đấy, ngay cả cái phần này là cái bình chữa cháy à. Đấy, có hết các bác nhá. Bình chữa cháy chốt an toàn. Đấy. Và cái này là cái nãy mở, còn đây là hàng ghế sau đây, đang úp xuống cái này. Nói chung là con này thì trước bác chủ bác ấy đi 5 người ngồi, còn hàng đằng sau là bác chở đồ. Thành ra là xe rất là rộng. Và nói chung là gia đình nào mà đi tầm 5 người mà đi con này thì nói thật các bác là quá rộng luôn chứ không phải rộng nữa. Vâng, dòng này là một dòng xe rất là rộng rãi, tiện lợi, khỏe. Mà máy dầu thì nói là các bác chứ đổ dầu và đi ăn cực ít luôn. 7 lít dầu trên 100 cây tính ra bác mất khoảng 1.400 đến 1.500 trên 1 km. Vâng, máy dầu thì nó ăn ít, nó không như máy xăng. Máy dầu là tự kích nổ, thế còn máy xăng là tự kim phun. Thế nên là khi mà kích nổ quá nhiều thì máy dầu nó cũng không ấy được, nó rất là tiết kiệm. Chỉ keo này bác nhìn này, chỉ keo bao đẹp luôn nhá. Vâng, thời tiết chiều nay rất là đẹp. Việc review xe rất rõ ràng, đấy các bác nhìn này. Đấy, nên là các bác nào mà thích cái dòng xe này thì các bác đừng lên bỏ qua mẫu xe này luôn. Đấy, cái cửa kính này là chuẩn là có vấn đề rồi. Cái này em sẽ làm xử lý cho các bác nhá. Mình mua về là nhiều lúc là vứa nhiều con nó như vậy. Cái đấy bình thường các bác. Vâng, chuyện kiểu như là lấy vợ về thì xuất sát chân tay tí. Đấy, vâng, chứ không vấn đề gì. Cái này thì sẽ phải xử lý đầy đủ. Đấy. Chứ còn bán cho các bác thì xe thì nói chung là nó sẽ phải làm sao mà nó thực sự là đẹp cho các bác. Đấy. Bậc sàn để thì hơi cũ một chút, nhưng mà sàn này sàn nhựa. Cái này là ốp theo gọi là ốp mà trước bác chủ bác độ lên thôi. Đấy, thế còn đây, chỉ keo này. Một chiếc xe đúng mang biển thủ đô Hà Nội, ngon lành phở đi cực sướng. Máy số thì cực phê. Đấy, kính điện 4 cánh thì hoạt động được 3. Còn một cánh thì em sẽ chỉnh sửa lại. Vâng. Xe nó ngon nên là cứ yên tâm. Vâng, chủ yếu là chất máy số thôi. Còn những cái phần này thì ok các bác nhá. Đấy. Nội thất ghế của xe thì tương đối là đẹp, da mềm sờ sướng. Vâng, và táp lô này. Đấy, táp lô nó nhẵn nhụi xịn sò luôn. Không lỗi lầm nhá. Điều hòa là con này là chỉnh điều hòa auto. Đấy, điều hòa có điều chỉnh auto này. Có nhạc này. Nhạc đập vào xem nào. Đấy, nhạc nhau là đập ùnh ùnh luôn. Và chiếc xe này là có cả chế độ sấy ghế nhá, sưởi sưởi mông này. Rồi số tự động rất dễ dàng sử dụng luôn, có chế độ cho các bác là số tay. Đấy, một dòng xe Hàn Quốc. Máy dầu cực ngon, cực phê. Xe cực cứng luôn các bạn, chất. Tôn vỏ thì căng đét luôn này. Và con này thì đảm bảo cho các bác nhá. À, xe máy đăng kiểm nè. Đây, chiếc xe này đăng kiểm đến tháng này. Nếu bác nào mà mua thì em sẽ khuyến mại cho các bác đăng kiểm nhá. Vâng, nói chung là bên em thì có sao bán vậy thôi. Mình cũng xe nó thực sự là con này phải nói là đẹp chứ không không phải thuộc dạng xuất sắc, nhưng mà cũng là thuộc dạng số má rồi các bác. Vâng. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đè nổ chiếc xe nào. Ai chà, té là cái này là lúc nãy em cứ để ấy, ắc quy nó yếu. Ắc quy yếu này thì em sẽ thay cho các bác nhá. Vâng. Nãy này em để cái phần điện này nó cứ chạy từ nãy giờ. Vâng, cái dòng này thì nói chung là ắc quy nó cũng theo thời gian một chút rồi thì không vấn đề gì. Đấy, nhưng mà đây các bác này. Máy rất ngon. Đấy, tất cả các phím chức năng điều khiển tích hợp trên đây. Và chiếc xe này thì máy dầu có các cái chế độ hiển thị đây các bác nhìn này, rất là rõ ràng luôn nhá. Và dòng này thì có cả gương chiếu hậu chống chói này. Đấy. Cửa sổ trời hoạt động bình thường. Nhiều bác bảo hay cửa sổ trời nó có vấn đề gì mà không. Đây. Đấy, cửa sổ trời nó hoạt động hoàn toàn ok nhá. Vì các bạn đã em mở này á thì cái không gian bên trong ấy nó sáng, rất dễ quay cho các bác luôn. Nên là em cứ thích để vậy. Đấy, còn đâu là nói chung là xe thì chất của nó được 80% cho xe mới. Nhưng mà một chiếc xe mà đã được 15 16 năm rồi thì thực sự là tương đối là ok. Đấy, còn đây là động cơ máy dầu của chiếc xe. Con này sử dụng động cơ máy dầu 2.2 VGT nhá. Máy mới, xe cực chất luôn, chắc chắn, máy ngon, gầm chắc. Và dòng này thì nói chung là không chê đâu được. Xem là dầu nào. Ai chà, dầu còn không có hơi. Và này, hơi dầu này.
Đấy, các bác nhìn dầu nó vẫn còn tươi rói rói này. Đấy, đây là một cái dòng xe chạy rất là kiệm dầu, ăn dầu ít và là một cái dòng xe đường trường. Đấy, thực sự là những ai mà đã đi cái dòng xe này rồi thì khẳng định với các bác là không chê được một lỗi gì đối với cái dòng này luôn. Máy ngon, gầm chắc, chạy thì không hao dầu, chạy rất là tiết kiệm và đặc biệt là chi phí sửa chữa cái dòng này cũng rất là đơn giản. Đấy, các bác nhìn các cái phần đầu này, đầu răng này, ốc chân này, đấy, ốc trụ giảm sóc này, hồi đầu đấy ạ. Con này thì được cái là máy số đã làm rất là ngon, chạy giờ là các bác chỉ có việc là gọi là đạp ga mà chạy thôi. Còn tất cả các cái đầu răng nhất này của nó vẫn còn ngon nguyên, chạy rất là cứng, đấy, không lỗi nhá. Nên là các bác yên tâm, về là các bác chỉ có việc đi thôi, đấy, chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn này. Đấy, tem nhãn đầy đủ à, tem ơi, đấy, định danh 2.2. Và đây, đây là phần nắp turbo, đấy, vô sạch, đấy, máy số ngon, đấy, chạy cực phê. Dòng máy dầu Santa Fe các bác biết rồi, là một chiếc xe mà được rất nhiều người dùng. Ở dòng này thì nó đi nó rất là lành, đấy, gầm này, gầm khô ráo sạch sẽ nhá, đấy, khô sạch sẽ luôn, không lỗi. Đây là một mẫu xe gầm cao máy khỏe 7 chỗ ngồi, tiện lợi và đi rất là thoải mái luôn. Đấy, con này thì dẫn động cầu trước nhá, không phải dẫn động cầu sau đâu ạ. Vâng, nên là các bác nào mà dùng cái dòng này thì các bác đi đường trường hoặc là các bác đi đường gọi là đường bằng thôi thì khá là ổn luôn, không bị lỗi. Đấy, còn nếu các bác đi đường trơn trượt thì em khuyên các bác nên chơi mẫu 2 cầu. Nhưng mà thực sự cái dòng này là một cái dòng xe thì địa hình đi đâu cũng được. Vâng, đồi núi là vẫn cứ leo ở mầm đấy ạ. Và kính thì bao zin toàn bộ các bác nhá. Kính là vẫn còn zin nguyên. Thế là bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua bên em Vũ Duy Ô Tô đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Đấy, máy số rất là ngon, chạy phê luôn. Và con này thì khá là êm các bác ạ. Rất êm luôn. Em đang mở đấy ạ, nhưng mà gần như cũng máy cũng chỉ hơi tích tích nhẹ nhẹ thôi ạ. Một chiếc xe máy dầu ngon lành bổ rẻ. Vâng, và giá thì rất là êm. Bên em đang bán với cái giá nó chỉ hơn 300 chút. Đấy, thực sự là một cái mức giá rất là yêu thương luôn. Và bác nào yêu thương em nó thì alo ngay cho em nhá. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu cho mình một chiếc xe ngon. Bên em thì nói thật các bác là xe bán rất là nhanh. Nhiều bác thì cứ nghĩ bảo là bán lâu thì cứ từ từ, đến lúc này em bán rồi lại trách em bảo sao không bảo anh, hay là chú bây giờ chú đặt thêm tiền cho khách để anh lấy lại con này bằng không, đã cọc mới đã bán rồi thì thực sự là không nên làm như vậy. Và cứ ai đặt cọc trước là ok, bên em thì cứ tiêu chuẩn đúng là như vậy luôn. Đấy, và bên nhà em mình xe nó rất là nhiều, các bác nào quan tâm thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp để làm sao mà có được cho mình những chiếc xe tuyệt vời. Ở đợt này thì nói thật các bác là xe bán Tết nhà em cũng khá là chạy, nên gần như là những cái dòng này bên nhà em về con nào hết con đấy. Bác nào mà thích thì các bác có thể là qua sớm. Còn các bác nào mà muốn mua có xe bán ấy, các bác cứ điện cho em. Số điện thoại em chỉ duy nhất một số thôi, 0869158926. Đấy, một số duy nhất thì các bác nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, cửa hàng thì nhiều xe như này mà thoải mái xem.